rồi mình vô trong nó mới đưa tiền, như là né cái máy nạp tiền. Khi mình nạp tiền nó tiền mặt, còn trong khi mình vô phía sau lại mới đổi ra tiền. Và đó giờ mình có thắc quen hay không quen ha. Dạ. Rồi cách thức luôn. Nói chung là để mơ là chơi game bắn cá đâu ở Cần Đăng anh chơi lúc nào quan xã thì ở đó thì đi qua đường tao báo luôn rồi sẵn rồi thấy hành vi mình vậy là sao chẳng thấy mình đi rồi mình vô trong nó mới đưa tiền, như là né cái máy nạp tiền luôn. Thường thường là hồi sáng em đi 6 giờ em đi bán sao gì vậy, có vợ có đứa gái mới 7 tháng à. Các bạn làm giàu cho người ta không? Chưa có từng có suy nghĩ. Không đi ngang đó thì thôi, đi ngang là bạn đọc ly cà phê uống đó, trong khi đó uống là mình ngồi chơi, là mình nói chuyện mình chịu mấy lần 90 triệu sao gan 100 triệu nổi à, phải nhiều lần ít nhất đâu phải là điều đơn giản, đâu phải là chơi ngày 1 ngày 2 tao nghiện đâu, nó cũng nhiều nơi lắm.